Vâng, mình chào cả nhà nha. Mấy nay lù bù quá chừng không có đăng cây cho cả nhà mình tham khảo nha. Hôm nay thì quay cho cả nhà mình xem một số giống dừa. Dừa Mã Lai, hàng bịch. Dừa Sim Lùng, hàng bịch này thích hợp cho bà con mình ở gần Bến Tre mình á, trồng thì nó tiện hơn. Còn bà con mình ở xa thì nên lấy hàng cần gì nè, vận chuyển cho nó tiện. Quán keo mình gửi đi, đang lựa một số cây có mọng cao cao để vận chuyển đi nó ổn hơn. Đủ ở đây chơi không? Đi về ngoại à. Đây vừa sim xanh nè, sim lùng. Đây đựng trái nè, đẹp nè, sim nè. Này cây dừa xanh lùng nè. Cái này thì trồng cỡ 2 năm rưỡi sẽ cho trái ở nhà mình. Cả nhà mình có nhu cầu về cây giống các loại dừa thì có thể gọi cho mình qua số điện thoại 0917072138 nha. Mình sẽ gửi đi toàn quốc luôn cả nhà. Hiện nay thì mình thấy là đại đa số người ta chuộng cái giống dừa xanh Sim Lùng á và cái giống dừa Mã Lai. Thì trái nó nhỏ, nó sai mà nước nó ngọt. Rồi mình nhắc lại số điện thoại bên kênh mình là 0917072138. Ở nhà mình có thể add Zalo mình qua số điện thoại trên để mà xem các mẫu cây ha. Mình có rất là nhiều loại cây ha. Đấy. Mà Bến Tre mình thì dừa thì rất là nhiều cái nhà mình. Rồi mình chào cả nhà mình nha. Hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo nha.